Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Và trên tay Văn Hội đó chính là bảng giá mới nhất của các dòng xe Toyota trong tháng 4 năm 2021. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật chi tiết xem rằng là trong tháng 4 này, các dòng xe Toyota sẽ có cái chương trình khuyến mại cũng như là cái bảng giá mới nhất là như thế nào. Có những cái chương trình khuyến mại mà xả kho lên đến gần 100 triệu sẽ áp dụng cho những mẫu xe nào, và đặc biệt là những mẫu xe hot như là Vios, Fortuner, Cross hay Toyota Rush cùng nhiều model khác nữa thì sẵn xe giao ngay cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Cụ thể ra làm sao? Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi chi tiết cùng Văn Hội ngay sau đây. Và chúng ta sẽ đến ngay với những model đầu tiên để cập nhật bảng giá. Và bên cạnh anh chị đó chính là ông vua của phân khúc hạng B, Toyota Vios model mới nhất năm 2021. Để xem rằng là trong tháng 4 thì Vios sẽ có khuyến mại lớn nhất là như thế nào, chia sẻ ngay cùng anh chị. Chúng ta sẽ đến với phần bảng giá. Vios được Toyota Việt Nam phân phối trong tháng 4 này với 4 model tùy chọn, sẽ có giá lần lượt từ 478 triệu đồng cho đến phiên bản cao nhất sẽ là 630 triệu đồng. Và phiên bản G bên anh chị ở đây có giá 581 triệu và bản ECVT sẽ là 531 triệu đồng. Tháng 4 này, khi anh chị đặt mua xe, Vios sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán. Đó chính là cái khuyến mại trừ trực tiếp vào giá cùng với tặng luôn 1 năm bảo hiểm thân vỏ và các phụ kiện tùy chọn. Tổng giá trị khuyến mại lên đến hơn 35 triệu đồng. Cụ thể chi tiết con số ra làm sao, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ cùng quý anh chị. Cùng với cái chương trình chào góp lãi suất chỉ từ 0,49% và chỉ từ 5,2 triệu đồng trên một tháng là anh chị đã sở hữu ngay một chiếc Vios mới nhất năm 2021 rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang ngay một dòng xe SUV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Toyota Rush mới nhất năm 2021 sẽ có cái bảng giá là như thế nào? Ở tháng 4 này thì Toyota Rush 7 chỗ ngồi sẽ có giá là 633 triệu đồng. Nhưng điều tuyệt vời hơn sẽ đến từ cái chương trình khuyến mại. Chúng ta sẽ được trừ trực tiếp bằng tiền mặt, tặng luôn bảo hiểm thân vỏ cũng như là gói phụ kiện. Con số anh chị ạ lên đến gần 40 triệu đồng. Một con số quá là lớn luôn trong cái tháng 4 này. Đón cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, chúng ta lại được cái chương trình khuyến mại ưu đãi rất lớn là như thế. Còn một người anh trên chiếc Toyota Rush, đó chính là chiếc xe Fortuner, dòng xe 7 chỗ ngồi, một ông SUV thực thụ luôn. Trong tháng 4 này thì Toyota Việt Nam phân phối Fortuner cũng với 7 tùy chọn. Chỉ duy nhất là một phiên bản số sàn, còn lại thì chúng ta sẽ có 6 phiên bản số tự động, sẽ có giá lần lượt từ 995 triệu đồng cho phiên bản 2.4. Tiếp theo nữa đó chính là cái phiên bản 2.4 số tự động 1080 và các phiên bản khác thì Văn Hội cũng sẽ show lên trên màn hình luôn. Hoặc như ở đây là phiên bản 2.4 anh chị nhìn đấy ạ. Bản cao nhất đó chính là những cái phiên bản máy dầu 2 cầu 2.8 sẽ có giá từ 1 tỷ 388 đến 1 tỷ 426 triệu. Và những phiên bản máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc động cơ 2.7 sẽ có giá lần lượt từ 1 tỷ 130 đến 1 tỷ 230. Lại là điều tuyệt vời nhất rồi. Chắc chắn là chúng ta sẽ cập nhật cái khuyến mại trong tháng 4 này. Toyota Fortuner sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán. Con số cả phụ kiện nhá cũng lên đến gần 30 triệu đồng. Và cụ thể thì tách biệt cho từng model ra làm sao, anh chị cũng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để nhận được những cái ưu ái và những cái tư vấn chi tiết nhất. Còn bây giờ chúng ta sang ngay một ông vua phân khúc hạng C, Toyota Corolla Altis. Bên cạnh anh chị, đó chính là chiếc xe Toyota Corolla Altis model mới nhất năm 2021, được Toyota Việt Nam phân phối với 2 tùy chọn. Trong tháng 4 này, Altis cũng sẽ có giá từ 733 triệu đồng cho phiên bản 1.8 ECVT. Và bên cạnh anh chị, đó chính là phiên bản 1.8G có giá là 763 triệu đồng. Nhưng điều tuyệt vời đến từ chương trình khuyến mại. Trong tháng 4 này, có lẽ là cái khuyến mại sẽ là lớn nhất từ trước đến nay. Chúng ta sẽ được tặng luôn 2 năm bảo hiểm thân vỏ cùng với trừ trực tiếp bằng tiền mặt và phụ kiện. Con số lên đến gần 60 triệu. Gần 60 triệu anh chị nhá. Một con số không thể tin được luôn với dòng Altis này. Chúng ta nếu mà chọn cái xe này chắc chắn một lựa chọn
quá là thông minh luôn rồi trong cái tầm giá. Anh chị hãy thật nhanh tay để liên hệ ngay số hotline phía bên dưới. Còn nếu mà trả góp đâu đó khoảng 200 triệu là anh chị đã sở hữu ngay Atit nằm ở trong nhà rồi. Còn người anh của Atit là gì? Đó chính là chiếc Camry. Anh chị hãy di chuyển cùng với Văn Hội nào để cập nhật xem Camry trong tháng 4 này thì khuyến mại là như thế nào, thì chúng ta sẽ được mua những cái model xả kho ra làm sao. Bật mí anh chị luôn, Camry cũng sẽ với hai tùy chọn. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá lần lượt từ 1.029 triệu cho phiên bản 2.0G và 2.5Q sẽ là 1.235 triệu. Với những màu trắng ngọc trai thì chúng ta sẽ vui lòng cộng thêm 8 triệu. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan mà. Trong tháng 4 này, Camry cũng được trừ bằng giá tiền cũng như là bảo hiểm phụ kiện, con số lên đến gần 60 triệu anh chị ạ. Gần 60 triệu đồng. Và nếu mà liên hệ trực tiếp còn có những cái giá cực kỳ ưu đãi khác nữa. Còn một cái dòng xe SUV 5 chỗ ngồi luôn hot nhất tại thị trường Việt Nam, đó chính là Toyota Cross. Chúng ta cùng cập nhật bảng giá trong tháng 4 ngay bây giờ. Toyota Cross được Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 tùy chọn. Phải nói là một trong những dòng xe 5 chỗ ngồi đáng tiền, đáng mua nhất, chỉ từ 720 triệu cho phiên bản 1.8G. Tiếp theo là 1.8V sẽ là 820 triệu và người Anh tiền nhiệm cao nhất sử dụng động cơ Hybrid, đó chính là 910 triệu đồng cho phiên bản 1.8 Hybrid, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan mà. Và trong tháng 4 này, bật mí anh chị luôn, sẽ có những mẫu xe sẵn xe đủ màu giao ngay đến tay quý anh chị hàng cùng nhiều chương trình và quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Cụ thể thì chi tiết ra làm sao, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để Văn Hội cũng như tư vấn xe sẽ chia sẻ chi tiết cho anh chị. Và bật mí anh chị một điều rằng là cái chiếc xe Cross này nó quá hot rồi, luôn lúc nào xe về cái là hết ngay. Thành ra là anh chị phải thật nhanh tay gọi điện luôn để chúng ta đặt hàng sớm để được những cái chương trình và giao sớm nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sang ngay một dòng xe, đó chính là chiếc dòng hatchback Toyota Yaris 2021. Yaris thì có những cái thiết kế rất là tương đồng với chiếc Vios. Và đặc biệt nhất đó chính là chỉ là dòng hatchback, thành ra là rất là di chuyển trong phố, thật là linh hoạt luôn, phù hợp rất nhiều anh chị em, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có giá từ 668 triệu đồng. Yaris trong tháng 4 này tất cả đủ luôn màu giao luôn cho anh chị. Sẵn xe đủ màu để giao ngay cùng nhiều ưu ái hấp dẫn. Và chúng ta sẽ được trừ trực tiếp bằng tiền mặt và phụ kiện lên đến con số gần 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ sang ngay một ông vua của phân khúc hạng A, Toyota WeGo 2021, được Toyota Việt Nam phân phối với hai tùy chọn, có giá lần lượt từ 352 triệu đồng cho phiên bản 1.2 số sàn và phiên bản 1.2 số tự động sẽ có giá là 384 triệu đồng. Trong tháng 4 này, WeGo đủ màu để giao ngay cho anh chị và tổng cái khuyến mại cũng lên đến trên 20 triệu đồng, được trừ trực tiếp bằng tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện cùng nhiều chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Anh chị hãy thật nhanh tay để liên hệ ngay số hotline phía bên dưới. Và một cái dòng xe rất hay nữa đó chính là dòng xe bán tải Toyota Hilux model năm 2021, có giá là từ 628 triệu đồng cho phiên bản 2.4 số sàn và phiên bản 2.4 số tự động được nhiều anh chị lựa chọn nhất, có giá từ 674 triệu và phiên bản 2 cầu số sàn 2.4 là 799 triệu và đẳng cấp nhất đó chính là phiên bản 2.8 với rất nhiều công nghệ cao cấp sẽ có giá là 913 triệu đồng. Những màu trắng ngọc trai, chúng ta vui lòng cộng thêm 8 triệu đồng. Hilux trong tháng 4 cũng được trừ trực tiếp bằng giá bán và nhất rất nhiều cái khuyến mại về phụ kiện, con số lên đến gần 20 triệu đồng. Một số quá lớn luôn cho dòng Hilux. Hãy thật nhanh tay để liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang ngay dòng MPV Toyota Innova. Toyota Innova dòng MPV được Toyota Việt Nam phân phối với 4 tùy chọn. Trên màn hình anh chị có thể nhìn thấy ngay phần bảng giá từ 750 triệu đồng cho phiên bản 2.0 số sàn. Tiếp theo đến là phiên bản 2.0 số tự động sẽ có giá là 865 triệu đồng và phiên bản 2.0 Ventuner sẽ có giá là 879 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất 2.0V sẽ có giá là 989 triệu đồng. Innova trong tháng 4 này phải nói là được xả kho tặng luôn 3 năm bảo dưỡng cho anh chị, mình hoàn toàn là miễn phí luôn. Chúng ta còn được trừ trực tiếp bằng tiền mặt và phụ kiện. Con số lên đến gần 50 triệu đồng. Gần 50 triệu, chưa thể tin được luôn. Một con số quá lớn luôn
thật nhanh tay để liên hệ ngay số hotline phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật các dòng xe tiếp theo. Và một dòng MPV 7 chỗ ngồi lại giá rẻ, đó chính là chiếc Avanza 2021 sẽ có giá từ 544 triệu đồng cho phiên bản số sàn và phiên bản số tự động sẽ là 612 triệu đồng. Chúng ta sẽ cập nhật rất nhanh cái bảng giá của Avanza. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang ngay corner anh chị nhé. Đó chính là chiếc Land Cruiser Prado, cũng sẵn xe đủ màu để giao ngay đến tay quý anh chị khách hàng. Rất tuyệt vời, có giá từ 2 tỷ 379 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Và trên người anh của Prado đó chính là chiếc Land Cruiser, chắc chắn rồi sẽ có giá từ 4 tỷ 030 triệu đồng. Và chúng ta cũng sẵn xe đủ màu để giao ngay cho anh chị cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Và một cái xe nữa đó chính là cái chiếc xe dòng MPV 9 chỗ ngồi Toyota Grand Via, cũng sẽ có giá bán rất tốt với giá từ 3 tỷ 072 triệu đồng. Và trên Grand Via đó chính là chiếc Hiace với 15 chỗ ngồi sẽ có giá là 1 tỷ 176 triệu đồng. Vừa rồi đó chính là cập nhật bảng giá mới nhất của các dòng xe Toyota trong tháng 4 năm 2021. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại cùng những cái giá bán hấp dẫn nhất và xả kho lớn nhất, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ cho quý chị gà một cách chi tiết và chu đáo nhất. Xe sẽ giao ngay, giao toàn quốc, giao từng vùng miền, áp dụng cả chương trình trả thẳng và trả góp. Trả góp với lãi suất chỉ từ 0,49%, chỉ từ 120 triệu đồng là anh chị đã có cơ hội sở hữu những dòng xe Toyota mới nhất năm 2021 rồi. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video review cập nhật bảng giá nào. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý anh chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!